bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Dương rất thích xào couple từ Nhật Ba cho đến Lộ Tư. Thời gian vừa qua, hàng loạt các bức ảnh hậu trường bộ phim mới Thạ Thí Thiên Hạ của Triều Lộ Tư và Dương Dương được đăng tải trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Các fan vô cùng phấn khích bởi những moment ngọt sâu răng của chiến hạm mới trong làng giải trí hoa ngữ. Từ khóa Triều Lộ Tư đút bánh cho Dương Dương, phóng thẳng lên đầu bảng hot search giải trí của Trung Quốc và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước sự tương tác đáng yêu của Dương Dương và Triệu Lộ Tư trong bộ phim mới Thạ Thí Thiên Hạ, không chỉ mình mà rất nhiều fan hâm mộ đều đang hào hức đợi thuyền cấp bồ mới của làng giải trí. Tuy nhiên, trước những khoảnh khắc ngọt ngào đó, có không ít các thành soi đã phát hiện có điểm gì đó sai khi moment giữa hai diễn viên chính Thạ Thí Thiên Hạ lại hao hao với clip quảng bá cho bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hạnh Của Anh do Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai được phát sóng vào năm 2021. Trong clip, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng tình tứ đút bánh bao cho bạn diễn. Không ít dân mạng thì nhau và đặt nghi vấn liệu có phải trước khi các bộ phim của mình ra mắt, Dương Dương đều phải ăn bánh bao hay không? Có thể thấy những moment giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư dường như đều là những chiêu trò do nhà đài đứng sau chỉ đạo. Cụ thể cả hai couple vào thời điểm chuẩn bị ra mắt phim đều tung hàng loạt hình hẹn hò trùng lặp như mặc đồ đôi, lích ảnh hậu trường, vô tư thể hiện các cử chỉ tình cảm và một đặc sản không thể thiếu chính là bức ảnh đút bánh bao huyền thoại kia. Thậm chí vào ngày sinh nhật của Dương Dương, không biết vô tình hay cố ý nhưng Triệu Lộ Tư lại đăng một bức ảnh, trong đó có một chiếc bánh sinh nhật màu hồng cùng hai linh vật tượng trưng cho nam diễn viên là cừu và thỏ. Mặc dù mục đích đăng tải hình ảnh trên trang của Triệu Lộ Tư chỉ là để quảng cáo cho một tiệm trà nào đó, ấy thế nhưng đó vẫn là một trong những chiếc hình chiếm sóng bao ngày qua của cặp đôi. Thế nhưng dân mạng không hề dắt mũi, họ nhanh chóng tìm ra hàng loạt điểm tương đồng giữa hai nghi vấn hẹn hò của Dương Dương và hai nữ diễn viên. Netizen chỉ rõ, cả hai bộ phim đều do phía Tencent sản xuất, mạnh khóe sau khắp bồ thì cụ rích, vậy nên việc nhà đài cố tình tung hình giả để tạo nhiệt cho bộ phim là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó mình thấy một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, chưa kể đặc điểm chung của hai màn sao khắp bồ này đều đến từ nam chính Dương Dương. Nếu nghi ngờ đó là chiêu trò, thì tại sao phía nữ đều là bên chịu chỉ trích? Chắc gì nhà trai hoàn toàn không có ý đồ dùng việc này để đánh bóng tên tuổi. Trong sự việc này, dân mạng xứ Trung có thể những đánh giá như thế nào? Hãy cùng mình điểm qua những ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình nhé. A. Phim sắp chiếu tung tí moment thì có gì quá đáng đâu cơ chứ, đừng có mà nói quá lên như thế. Đây là chuyện thường tình ấy mà, không làm như vậy làm sao hút fan được, mấy người để người ta kiếm chút tiền đi. Buồn cười nhị, mấy màn sao couple thì kết quả toàn là phía nữ bị nói, trong khi mấy anh này thanh cao quá cơ, trong khi ở hai chuyện này điểm chung đều là nam chính Dương Dương. Có sao couple thì chắc chắn anh Dương hưởng lợi nhiều nhất, không oan uổng gì đâu. Biết là quảng bá phim nhưng làm ơn đổi cách khác đi, gì mà quảng cáo cùng một kiểu vậy trời. Tha cho anh chị tôi đi, có trách thì kiếm đoàn phim má, kỳ cục ghê. Nếu hai vụ việc này riêng biệt thì có thể lội từ bên phía nữ, nhưng ở đây nam chính của việc sao couple đều là Dương Dương, fan nhà trai thích độ thừa, đóng vai nạn nhân định làm ấy. Trước đó thấy fan Nhật Ba đông nên chẳng dám độ tội sao couple bên phía nhà cô ấy. Đằng này thì vào việc Triệu Lộ Tư ít fan hơn để hướng lỗi lầm cho cô gánh, bó tay. Cô Tư trà xanh nhưng anh Dương cũng chẳng vừa gì. Thả Thí Thiên Hạ là dự án phim cổ trang do nhà đài Tencent sản xuất cùng sự góp mặt của hai diễn viên hot hit trong làng giải trí hoa ngữ. Bộ phim kể về cặp đôi oan gia ngọ hẹp, Bạch Phong Tịch do Triệu Lộ Tư thủ vai và Hắc Phong Tức do Dương Dương thủ vai. Bộ phim xoay quanh cuộc hành trình chinh phục thiên hạ đầy gian truân, khó khăn nhưng cũng không kém phần đáng yêu của cặp đôi chính. Với nội dung thú vị, tình tiết hấp dẫn cùng dàn diễn viên chất lượng thì mình nghĩ chúng ta nên bỏ qua những tin đồn không đáng có để cùng chờ đón xem những sự kết hợp đáng mong đợi của Dương Dương và Triệu. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.